Anthony xin chào quý vị và các bạn. Anthony sẽ chia sẻ một cái chiều vàng khu vàng. Hôm nay á là tới đây là ánh nắng vàng nó đã có thể là trong một thời gian ngắn thôi, có thể là khi mặt trời sụp xuống thì sẽ không còn thấy cái màu vàng nữa. Và cảnh mùa thu ở đây á, Anthony sẽ quay cái cảnh mà thử coi giấc chiều vàng khu vàng cái cảnh nó ra sao nha. Cái đây là một đoạn đường mùa thu rất là đẹp, lá mùa thu rớt đầy đường. Đây là giữa thu rồi, lá nó đã khác màu nhiều rồi. Thì mùa thu năm nay á nắng nhiều hơn mưa, có nhiều năm mưa nhiều quá thì những cái lá ở trên cành này nó vẫn tươi tốt đẹp màu vàng, nhưng mà nếu mà nắng nhiều quá đó thì nó sẽ rơi vào một cái trạng thái lá nó úa nhiều hơn. Phía xa thì quý vị thấy ánh nắng nó gọi không? Màu vàng rất là đẹp. Đây là nguyên cái đoạn đường này á. Hồi nãy thì cái người quay phim với Anthony không có đi chung, thành ra là không có ngồi xe lái quay. Anthony phải đi bộ quay cái đoạn đường này chia sẻ đến quý vị nha. Tương đối là đẹp. Đây là Anthony sẽ đi từ cái đoạn này. Cái khúc cuối đó là cái khúc mà nắng nó vàng nó đẹp, nó gọi vô đó. À, quý vị thấy không? Cái này gọi là chiều vàng khu vàng này. Nhìn cái nét nó đẹp. Đấy, cái khúc này quay và ngắm cái cảnh khu vàng ở đây nó từ từ một chút. Anthony xin chào quý vị. Xin chào quý vị, hôm nay á, mùa thu cũng hơi lạnh. Đây là phía sau thu vàng tương đối đẹp luôn á. Rồi chào quý vị, trở lại cái khung cảnh chiều vàng thu vàng. Nếu mà quay không trong thời gian này, quay chừng 5-6 ngày nữa thì nó đẹp, còn không nó qua cái lá mà nó rụng hết rồi, lá cây nó trơ lá rồi, nhìn nó mất đi cái nét. Chiều vàng khu vàng, mùa thu ở cái khúc này thì tương đối đẹp. Nắng vàng nó gọi lên trên những cái cây á, nhìn nó cái màu sắc nó đẹp thì đẹp luôn. Đây là cái cây này á, thì cái lá nó giống như là tô điểm một chút vàng vậy đó. Rồi thôi, Anthony xin chào quý vị nơi đây nha. Cái đoạn video này khoảng 4 phút, nếu thấy được thì nhớ nhấn like, nhấn subscribe, chia sẻ cho kênh Anthony. Bye bye quý vị, bye. Trả lời cảnh thu vàng, mùa thu vàng. Và chia tay quý vị nơi đây. Nhớ nhấn like, nhấn subscribe, chia sẻ cho Anthony. Xin chào quý vị, bye.